Chào các bác nhá. Thực tế trại ong Tân Ánh, anh em đang đi thăm ong. Thăm ong trại ong Tân Ánh này các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy tuyệt vời không? Nó đắp lưỡi mèo đổ mật non vào này. Đấy. Mới, giống ong mới luôn. Đây là giống ong mới nữa. Ong vàng nhiều hơn này, đẻ bết luôn. Trên bầu mật trên này. Còn lấy cầu khác rồi nào. Trại ong này đang đặt tại bản Nà Lầm các bác nhé, bản Nà Lầm xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ơi, nó mới nở ra nó đẻ phun trứng luôn. Đây các bác này, cái này là vừa mới nở này và nó lại tiếp tục nó đẻ. Con chúa này là con chúa tơ này. Đấy, các bác con san ô nào toàn bộ phun trứng hết luôn. Kín hết trứng luôn. Đấy, phun trứng luôn nhé. Ong vàng hết. Trại ong này đang có khoảng gần 100 đàn các bác nhé. Mọi nhu cầu về ong mà ong giống các bác liên hệ với lại trại nhá.